Rồi, tower, house, snow. Rồi, đúng rồi. Symbol, opening, postcard. Symbol, symbol. Đúng rồi. Father, earth, boat. Father là chữ đờ. Earth, boat. Saturday, racket, game. Đúng rồi. Tennis, prepare, chess. Đúng rồi, kiểm tra đáp án. Tự nhiên khó. Hầu hết trẻ em thì thích hoạt động ngoài trời khi mà thời tiết đẹp. Đúng rồi. They play football, go skateboarding hoặc là go swimming. In our in country mà có rất nhiều tuyết, giống như là nước nào? Ấn Độ mà nhiều tuyết. Rồi, ok. Trẻ em đi trượt tuyết với bố mẹ của họ để thực hành trượt tuyết. When they are not skiing, khi không có đi trượt tuyết thì họ ở nhà và xem cái gì thú vị trên TV. Chương trình thú vị trên TV hoặc là đi thăm chấm chấm chấm, đi ngắm cảnh đẹp đâu ở trong khu vực. Đúng rồi. Câu tiếp theo. Cô thấy chưa? Không có cô em cũng làm đúng nữa. Mà phải giải thích để cho người ta hiểu chứ. Eiffel nổi tiếng. Cái gì nổi tiếng? Làm từng câu đi. Mbappé. Mbappé cô. Rồi, con cứ làm đi. Linh mắt. Eiffel nổi tiếng là một danh lam lam thắng cảnh nổi tiếng ở Paris. Pelé. Dễ thế nhở? Pelé là cầu thủ bóng đá giỏi nhất, tuyệt vời nhất của Brazil. Câu số 3 này. Maradona chứ, từ đầu đợi em chế cô. Đợi em chế. Không sửa được đâu, không à. Không phải. Thôi, mệt quá. Nghịch máy tôi nữa. Cô đi ra, đi ra. Con bị điên. Đợi em chế không? Không. Thằng máy của tôi. Máy móc bấm tôi ghét. There are many educational programs trên gì? On gì? On TV. I think now no order. No order gì? Summer sport trên thế giới. Cái gì? Chết mỉ. Đọc lại coi. Chết mỉ. Sai bé bè rồi đó. Nhầm. Tôi nghĩ rằng không có thành phố nào trên thế giới mà thú vị hơn Los Angeles. Dịch đã. Chưa dịch bài bỏ chạy. Còn cũng hát. John, bạn bị trễ rồi. Trận đấu. Bây giờ ở gâu là dấu hiệu quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Quá khứ đơn rồi. Cột 2. Câu số 2. Ben viết thư cho bố mẹ anh ta viết cho bố mẹ anh ta một tấm thiệp. Khi anh ta đang đi nghỉ mát. Khi đâu? Khi là why? Ok chưa? Hồng Kông nổi tiếng với xe buýt 2 tầng. Cô im phải. Hồng Kông của anh Hello Kitty đó cô. Cái chà nó. Của nó đâu? Tính từ sở hữu đâu? Tính từ sở hữu, đúng rồi. Sport và game đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ sport và game là hai cái số nhiều. Số nhiều thì động từ về giữ nguyên. Đó là câu A, play. Rồi, nước Mỹ có TV màu đầu tiên vào năm 1953. Quá khứ đơn đúng không nào? Quá khứ đơn là động từ cột 2. Học rồi, động từ cột 2 là cái nào? Nó nhỡ sai là cô đá cái rớt xuống ghế này. Câu 6. Bây giờ chúng ta đang ở City Museum. Đừng có chờ vào bất cứ đồ đạc nào. Đúng rồi, ok, very good. Rồi. Không có gì hết. Sửa cái từ để hỏi sai á. Ở đây mình xài hu được không? Không. Mình phải sửa lại thành từ khác. Bạn thích môn thể thao nào? Which sport do you like? Hoặc là which hoặc what đều được nhá. E ở what này. Rồi số 2. What time? Bạn có môn tiếng Anh lớp học tiếng Anh khi nào chứ phải what time. Mình sửa thành mấy giờ bạn có môn tiếng lớp học tiếng Anh mấy giờ cũng được. Hoặc là xài when cũng được con. When. Này nó bảo là sửa cái nếu cần thiết thì sửa đấy. Bạn thích Hội An. Bạn thích. Tại sao bạn thích Hội An? Đúng rồi. Câu tiếp theo. How tall? Twin Tower ở Kuala Lumpur cao như thế nào? How trở thành how cho cô. Rồi. Cái nào? Cái gì nó hỏi gì? Great Wall ở đâu? Ở Trung Quốc hay ở Hàn Quốc? Ở đâu là sài que. Rồi sửa qua đúng chưa? Biết câu 2 cần phải sửa không? Vậy câu 2 không cần phải sửa. Vậy chỉnh lại. Rồi bấm đi. Thôi bấm tích. Bấm kiểm tra. Rồi cái này là gì? Đọc hai cái mô tả về môn thể thao lạ lùng và chọn tựa đề đúng cho nó. Children này dịch bài đó chị 2. Trời em đây là gì? Đấu ngón chân. Đây là gì? Bắt đuổi bắt format. Thôi chị. Nghe. Children nè. Children nè.
liên quan format chứ anh chưa suy nghĩ mà anh chọn bậy chọn bạ đấy. Hả? Rồi dịch bài đã. Đây là đấu ngón chân. Ok, vật ngón chân với nhau đó. Xem đứa nào thắng. Đây đuổi bắt format. Rồi nó là một môn thể thao đơn giản. Những người thi đấu sẽ đuổi theo một miếng format tròn ở trên đỉnh đồi. Và những người thi đấu thì phải được cô dịch để lát làm bài dưới nữa. Không, đưa em qua làm trước đi. Để dịch được là bài kia chứ, lát nó qua sao mà dịch được. Rồi, ok nào. Nha. Nè, những người là những người thi đấu á, chạy theo sau và bắt cái miếng format đó. Có rất ít người bắt được nó bởi vì cái miếng format đó nó lăn rất là nhanh. Khoảng 112 km/h. Nhanh như vậy bố thằng nào đuổi được. Xe ba em chạy đấu nổi đâu. Đấu ngón chân này, nó là một môn thể thao popular là phổ biến dành cho trẻ em. Cái môn này bắt đầu ở Derbyshire ở miền Bắc nước Anh. Hai đứa trẻ sẽ lấy ngón chân quắc vào nhau và đẩy cái ngón chân của đứa khác, cái bàn chân của đứa khác xuống đất. À, nó giống như là đấu vật đó, đấu tay nè. Đấu tay là sao? Vật tay á. Rồi nào, bạn cần cái đồi để chơi môn thể thao này. Cái nào cần cái đồi? Đồ biết, tay biết, biết. Là bắt format. Rồi, đuổi theo format. Bạn sử dụng cái phần thấp nhất của cơ thể để chơi môn thể thao này. Đúng rồi, không có nhiều người bắt được nó. Bắt format. Rồi. Nó sai, nó ở nước Anh là môn đấu tay ngón chân. Rồi. Ok, và tiếp theo. Rồi, làm việc theo nhóm này. Thôi bỏ qua đi. Nha, phỏng vấn bạn cùng lớp của bạn về cái mà họ thích. Nào, what city would you like to visit? Và báo what city would you like to visit? Có thích đi thăm thành phố nào? Mỹ Đình. Mỹ Đình là thành phố. À phải chứ ta. Đi lại đi. Không phải người Tokyo. Hai, New York. No, không phải Tokyo. Đi phải cái thôi. Không cần thất thành giống. Là những chỗ. Rồi, what sport do you like playing? Bạn thích chơi môn thể thao nào? Bạn thích chơi môn thể thao nào? Football. Rồi bên này basketball. Nha, đây là một ví dụ. What TV, dịch cho cô câu số 3. What TV program do you like watching là gì? Bạn thích xem chương trình TV nào đó? Hoạt hình biết sao? Đây là VTV1 là kênh, còn đây là chương trình TV mà con. Được đây, sport. Sport gì? Bro đẹp. Rồi, tiếp theo. Bên này có thể cartoon cũng được hoặc văn hóa chất bản. Rồi, cartoon đi sai kì. Rồi, okay. Dạy leo đi cô bé xấu rồi. Sao cái mỏ con nhắc chết nhỉ? Cái này mà mẹ con nghe thấy thì biết ngay nhá. Nghe nè. Nhá, Singapore thu hút hàng triệu gì mỗi năm? Khách du lịch chứ cái gì nữa? Một cái hop on hop ở bus đi chấm chấm vòng quanh thành phố. Được cost giá của cái tour này bao nhiêu tiền? Lát nghe. Cái xe buýt này đến mỗi bao nhiêu phút một lần? Lát nghe. Cái tour này tốt cho những người mà có thời gian như thế nào? Rồi nghe. Review 3. Units 7, 8, 9. Page 37. Skills. Listening. Activity 4. Listen to a talk about Singapore and fill the missing information. What the hell? Singapore is a small island city-state. It attracts millions of visitors every year. A good way to see the city is by taking a hop-on, hop-off bus. The bus goes slowly around the city. It stops at different attractions like Chinatown and Merlion Park. You can get off the bus at any place and then get on the next bus. The tour costs $35 and there is a bus every 30 minutes. This kind of sightseeing is good for people with little time in the city. Review 3. Units 7, 8, 9. Page 37. Skills. Listening. Activity 4. Listen to a talk about Singapore and fill the missing information. Singapore is a small island city-state. It attracts millions of visitors every year. A good way to see the city is by taking a hop-on, hop-off bus. The bus goes slowly around the city.
It stops at different attractions like Chinatown and Merlion Park. You can get off the bus at any place and then get on the next bus. The tour costs $35 and there is a bus every 30 minutes. 30 minutes. This kind of sightseeing is good for people with little time in the city. Rồi cô đi đón em đã, lát thầy làm tiếp, nghỉ giải lao. Nha, chỗ này Little Town. 35 đúng rồi mà sao sai? Chắc ghi số à? Kiểm tình á. Ghi số mấy triệu? Ghi chữ không chịu. Giống cô á, tính cô cọc càng lắm. Rồi, tiếp tục. Mình qua phần viết hả con? Hãy nhìn vào thông tin về chuyến đi thăm của Mark tới Ấn Độ vào mùa hè năm ngoái. Hãy viết một đoạn văn khoảng 50 từ nói về chuyến đi của anh ấy ở đất nước Ấn Độ. Nhá, thời gian 7 ngày, thành phố Delhi, hoạt động xem trình diễn rắn, thăm đền, ăn món ăn đường phố. Mọi người thì như thế nào? Thân thiện. Thời tiết thì như thế nào? Nóng. Rồi con đọc cho cô viết này. Thế gì? Last summer, Mark đã đi thăm Delhi ở Ấn Độ. Anh ta ở đó 7 ngày nói sao? He was there for 7 days. Nha. Yeah. Rồi, anh ta làm gì này? Anh ta xem quá khứ, xem màn trình diễn con rắn này, một màn trình diễn vẫn là snake gì? Performance. Con không lo học bài đi. Không lo học bài đi con. Visited temple. Điều gì nữa? Ít truyền hành A. Món ăn truyền đường phố. Street food. People there thì sao? People there are world friendly. He had a good time. Rồi anh ta đã có một thời gian tuyệt vời đó. À thời tiết còn nóng nữa nè. Đến đây. The weather is hot. The weather is hot. Rồi. Ơi. Xong nha. Hết bài chưa? Rồi hết bài.